Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 71.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 182 tỷ đồng. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 71.409 trường hợp vi phạm, phạt tiền 182,4 tỷ đồng. So với cùng thời gian Tết năm ngoái, thì số lượng vi phạm tăng hơn 220%, tiền phạt tăng hơn 265%. Riêng về nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm, số trường hợp vi phạm tăng hơn 277%. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Phước. Tình hình tai nạn giao thông cũng được kéo giảm rõ rệt về số người chết. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số người chết do tai nạn giao thông giảm 24,38%. Trong không khí hân hoan đầu năm, nhiều địa phương trên cả nước đã phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Thìn. Ngày 15 tháng 2, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Thìn. Năm 2024, tỉnh Phú Thọ giao các địa phương trồng mới 945.000 cây phân tán, trồng rừng tập trung 825 ha, thời gian thực hiện từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, chính quyền cùng đông đảo quần chúng nhân dân đã tham gia trồng trên 2.200 cây xanh khu vực rừng phòng hộ ven biển. Các địa phương, cơ quan, đơn vị khác cũng tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân trong khuôn viên đơn vị, khu vực dân cư, trên đất dốc, gần nơi đóng quân. Năm 2024, tỉnh Quảng Bình đề ra mục tiêu trồng khoảng 9.000 ha rừng tập trung và khoảng 400.000 cây phân tán nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng. Sáng 15 tháng 2 tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã phát động Tết trồng cây đầu xuân năm 2024. Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 2, toàn tỉnh Lào Cai dự kiến trồng khoảng 80.000 cây xanh, tập trung vào các loại cây cảnh quan, cây phân tán. Việc trồng cây phải gắn với chăm sóc, bảo vệ, bảo đảm phương châm, cây sinh trưởng, phát triển tốt. Sau chuyến vươn khơi câu cá ngừ xuyên Tết, những tàu cá xa bờ của Phú Yên đã trở về, mang theo thành quả đánh bắt đầu năm. Chuyến vươn khơi thuận lợi giúp bà con ngư dân Phú Yên như có thêm động lực bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Tại tỉnh Phú Yên, các tàu khai thác cá ngừ đại dương trong dịp Tết Giáp Thìn bắt đầu cập bến. Theo ghi nhận, tại các cảng cá, năng suất đánh bắt bình quân đạt trên 1 tấn cá ngừ mỗi tàu. Giá bán thương lái thu mua ở mức 97.000 đồng 1 kg đối với cá loại 1, tuy có thấp hơn so với trước Tết, nhưng nhờ năng suất cao nên các chủ tàu vẫn bảo đảm thu nhập cho ngư dân. Năm mới thì cũng mong muốn đánh bắt được hiệu quả hơn, dây ké thì tăng cao hơn. Theo Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Phú Yên, từ ngày mùng 4 Tết đến nay đã có hơn 20 tàu cá của ngư dân cập cảng và nhiều tàu khác cũng đang hành trình về đất liền. Để thuận lợi cho việc mua bán giữa ngư dân và thương lái, Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Phú Yên đã chủ động bố trí lực lượng trực, hướng dẫn tàu về cảng và tổ chức kiểm tra, kiểm định nguồn gốc xuất xứ. Cá cũng vô cũng đạt. Thứ nhất là chất lượng cũng đạt. Thứ hai là cá vô cũng được hơn mọi năm. Nó chỉ khoáng cởi, đã đi đánh bắt vươn khơi, đều nem cho chuyến đều nem cho nó thành công tốt đẹp. Đối với các tàu khai thác cá ngừ có chiều dài trên 15 mét, ngư dân tỉnh Phú Yên chấp hành tốt các hướng dẫn của cơ quan chức năng về chống khai thác IUU, như ghi đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, thông báo thời gian xuất và về bến, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Cùng với việc nhiều tàu câu cá ngừ đại dương tiếp tục cập cảng, ngư dân tỉnh Phú Yên cũng đang chuẩn bị cho chuyến mở biển đầu năm.